Thưa quý vị, vào chiều qua sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, bài chấp hành Trung ương đảng khóa 13 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đã hoàn thành yêu cầu đề ra. Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị sau hội nghị này, các cấp ủy tổ chức đảng cần tập trung tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu so rộng nội dung nghị quyết Trung ương 6 với nhiều hình thức phù hợp giúp cho các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ thấm nhuần nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6. Các cấp ủy tổ chức đảng, nhất là các đảng đoàn, ban các sự đảng ở Trung ương, khẩn trương nghiên cứu cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6. Kế hoạch thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm, lộ trình thực hiện rõ ràng, khả thi, hiệu quả với phương châm, chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20 việc quán triệt tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên toàn diện xuyên suốt đồng thời giới thiệu mô hình mới cách làm hay trong quá trình thực hiện kịp thời biểu dương khen thưởng những đơn vị triển khai hiệu quả chú trọng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của thế lực thù địch